tin Bộ Tu Sĩ. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ khẳng định đời sống đang tu sẽ không bị biến mất. Đức Hồng Y John Pras de Elvis, Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ nói rằng các cộng đoàn đang tu là cần thiết và sẽ không bị biến mất, ngay cả khi có hơn 30 đan viện tại Tây Ban Nha phải đóng cửa trong năm vừa qua. Trả lời cuộc phỏng vấn của báo chí Vida Neupra của Tây Ban Nha hôm ngày 27 tháng 7 về việc 32 đan viện tại nước này bị đóng cửa trong năm ngoái. Đức học y Pradeanisa nói, đời sống chiêm niệm sẽ không bị biến mất đâu, nhưng phải phản ánh một cách rõ ràng lý tưởng của đời sống tin mừng của các đấng sáng lập là điều căn bản của đời sống chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm cần thiết như thức ăn và nước uống để sống. Đức học y nói thêm rằng, chúng ta cần đời sống chiêm niệm như là cần thức ăn và nước uống. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, đời sống chiêm niệm không phải là một hòn đảo ngoài lề của giáo hội, nhưng phải liên kết với thân mình hội thánh. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Học Y cũng nói về tính năng động của các nam nữ tu sĩ và những vấn đề về lãnh đạo. Ngài lên án hiện tượng một đời sống thánh hiến bị đánh dấu bởi các quyền hành tập trung. Ngài nói, quyền hành là để phục vụ chứ không phải là một lãnh vực được đánh dấu ngay cả trong với động lực thiên liêng sai lầm. Trong nhiều trường hợp, Mối quan hệ của các tu sĩ nam nữ thể hiện một hệ thống không lành mạnh của các mối quan hệ phục tùng và thống trị, loại bỏ cảm giác tự tin và niềm vui và sự vâng phục bị hiểu lầm. Cuối cùng, Đức Hồng Y nhắc lại lời của Đức Thánh Cha để nói với các tu sĩ nam nữ tại Tây Ban Nha, họ được kêu gọi để trở thành những con người của gặp gỡ. Bất cứ ai thực sự gặp Chúa Giêsu sẽ trở thành chứng nhân và giúp người khác có thể gặp được Chúa.